hậu vệ Vũ Văn Quyết đã được thể công Viettel cho Phú Đồng Ninh Bình mượn để thi đấu ở giải hạng nhất 2024-2025. Mùa giải trước, Văn Quyết mang áo số 2 của đội bóng quân đội và đã có một số trận đấu được ban huấn luyện sử dụng, thậm chí ra sân ngay từ đầu. Tuy vậy, ở mùa bóng này, thể công Viettel bổ sung nhiều cầu thủ mới, cộng với việc đôn lên những cầu thủ trẻ và rất nhiều trong số đó nằm ở hàng thủ. Thế nên, Văn Quyết đã được cho đi mượn để tiếp tục tích lũy thêm kinh nghiệm. Cùng với Văn Quyết, Sĩ Chiến cũng được cho mượn tới Phú Đồng Ninh Bình. Mùa này, câu lạc bộ Huế vẫn là đội bóng mượn nhiều cầu thủ nhất của thể công Viettel với 6 gương mặt.